xin kính chào quý vị khán giả của DNA. Kính thưa quý vị, thánh ca dân Chúa đại con hôm nay được hân hạnh đón tiếp linh mục nhạc sĩ Ân Đức và ca sĩ Lại Hằng đến để chia sẻ với chúng ta một số thông tin trong lĩnh vực sáng tác thánh ca cũng như hát thánh ca. Thay mặt cho nhóm thực hiện, chúng con cảm ơn cha, cảm ơn ca sĩ Lại Hằng. Trước hết con xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Con mời cha. Vâng, Ân Đức chào anh Đình Quý và quý khán thính giả ở đài VNA. Dạ vâng. Dân cho đời con. Dạ vâng, mời chị ca sĩ Lại Hằng. Dạ, Lại Hằng xin kính chào cha, chào anh và toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi đài. Dạ vâng, cảm ơn cha, cảm ơn ca sĩ Lại Hằng. Trước hết thì xin phép cha cũng như là ca sĩ Lại Hằng cho con giới thiệu một chút xíu về cái giờ thánh ca. Kính thưa quý vị, thì chắc là đối với rất là nhiều quý vị khán thính giả cũng đang ngạc nhiên là cái giờ thánh ca dân Chúa đời con là giờ gì. Kính thưa quý vị, giờ thánh ca dân Chúa đời con đã được thành lập trên 10 năm, và trong suốt quá trình 10 năm thì giờ thánh ca dân Chúa được cộng tác với một số đài như VHN, KBLA. Tuy nhiên, sau 10 năm thì cái giờ thánh ca dân Chúa đã được phát triển, được mở rộng và có cái nhu cầu cần phát hình nhiều giờ hơn. Thì trong lúc đó thì tạ ơn Chúa, hồng ân Chúa đã ban, ban giám đốc đài VNA đã cho giờ thánh ca dân Chúa được cái cơ hội cộng tác cũng như được phát hình cái giờ thánh ca. Chính vì vậy thì giờ thánh ca dân Chúa đại con xin được làm một cái công việc như một cái phương tiện để chuyên chở những cái thông tin đến cho quý vị, cũng giống như là giờ thánh ca dân Chúa đại con xin làm được một cái nhịp cầu để giới thiệu các tác giả, các tác phẩm đến những người nghe. Và đó cũng là lý do tại sao mà giờ thánh ca dân Chúa đại con ngày hôm nay được linh mục nhạc sĩ Ân Đức cũng như là ca sĩ Lại Hằng đến với chương trình. Kính thưa cha, cảm ơn cha và cảm ơn ca sĩ Lại Hằng. Thưa cha, thì cứ mỗi lần mà khi mà sang Hoa Kỳ thì chắc chắn là cha phải sang đây với một cái sứ mạng. Thì cái lần này sang đây là với sứ mạng gì thưa cha? Vâng, như tôi là còn nói có lần nói chuyện với anh Quý rồi. Một lần tôi qua bên Hoa Kỳ là một lần có sứ mệnh của nhà dòng. Dạ vâng. Lần đầu tiên qua 2007 cùng sứ mệnh nhà dòng sai qua để mà công việc giúp nhà dòng trùng tu lại sau cơn bão số 9. Lần thứ hai thì tôi qua vì được dòng đồng công mời qua nói chuyện về âm nhạc với đại hội Missouri. Lần thứ ba thì cách đây 2 năm tôi cũng qua mục đích để phổ biến 2 CD số 10 và số 9 số 10 nhân kỷ 500 năm lễ sinh nhật của mẹ thánh Teresa Avila và năm đời sống thánh hiến. Còn năm nay thì qua đây mục đích là phổ biến 2 CD tạm gọi là cuối hành trình cuộc đời, là 2 CD về dạ khúc nguyện cầu dành cho những người cuối cuộc đời đang ốm đau, bệnh tật, già cả, và CD niềm vào hàng sống là cho những người đã qua đời. Nên đó là rất trùng hợp. Vâng. Là CD số 11 và CD số 12. Vâng. Kính thưa quý vị, thì linh mục nhạc sĩ Ân Đức là một đan sĩ của đan viện Sito Thiên Phước ở Vũng Tàu. Thì khi nói đến đan viện Sito thì chắc có lẽ là một số quý vị cũng có thể thắc mắc những cái đời sống cũng như là những cái sinh hoạt của các đan sĩ cũng như các thầy. Thưa cha nói một chút xíu về đan viện Sito. Vâng, anh chị em biết là đan viện Sito phát xuất từ dòng Biển Đức từ thế kỷ thứ 11. Dạ vâng. Dự luật cha thánh Biển Đức và linh đạo của đời sống đan tu Sito là cầu nguyện và lao động, dạ vâng, tuân chỉ chính, và dùng đời sống chiêm niệm phục vụ các giờ kinh và trong bầu khí thanh lặng của nội vi đan viện để phụng sự Chúa trong môi trường của đan viện bằng đời sống chiêm niệm cầu nguyện. Thưa cha, thì con được biết là trong tuần vừa qua là ngày 17 tháng 11 thì gia đình Sito cũng có tổ chức một bữa tiệc tri ân để thưa cha để kỷ niệm 100 năm thành lập đan viện, và cũng là cơ hội để cho cha ra mắt 2 cuốn CD mới nhất của cha là Dấu Ấn Tình Yêu số 11 và số 12. Thưa cha, thì hôm đó thì cũng có sự cộng tác của ca sĩ Lại Hằng,
chút xíu nữa thì chắc là phải xin phép được nói chuyện thêm về về lĩnh vực ca hát của chị trong lĩnh vực thánh ca. Thưa cha, thì cha có cảm nghĩ gì về qua cái bữa tiệc đó? Vâng, thưa, nhân cơ hội này tôi còn xin chính thức cảm ơn quý ban tổ chức, quý cộng tác viên, quý ban nhạc, ca sĩ trong đó có Lê Hằng này và toàn thể anh chị em khán thính giả đã vì yêu thương nhà dòng đã đành mà còn yêu thương dòng nhạc của Anh Đức nữa đến cổ vũ cho buổi cầu nguyện đêm diễn thanh ca tại nhà hàng Civic Palace vừa rồi. Thế nhưng còn là xin cảm ơn tất cả những đóng góp của quý vị bằng tinh thần cũng như bằng vật chất, nhà dòng chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những đóng góp đó. Dạ vâng, thưa cha, thì cái hôm đó thì tụi con cũng có được cái vinh hạnh để đến để tham dự cái buổi tiệc đó. Thì theo cái cảm nghĩ của tụi con thì con thấy là một cái buổi tiệc trong cái tinh thần rất là thân thiện, và trong suốt gần 2-3 tiếng đồng hồ là hát nhạc cha Ân Đức và có rất là nhiều ca sĩ, và trong đó lại có chị Lệ Hằng. Thì bây giờ xin phép cha cho con được hỏi chuyện chị Lệ Hằng một chút xíu. Thì thưa chị, là khi nói đến chị Lệ Hằng thì chắc có lẽ cũng không ai xa lạ đối với cộng đồng Việt Nam, mà nhất là đội cộng đồng những người giáo dân của Công giáo, bởi vì tiếng hát của chị Lệ Hằng hình như nó có gắn bó với lại nhạc thánh ca. Thưa chị, thì chị có hát về tình ca hay không, thưa chị Lệ Hằng? Dạ, có hát nhỉ. Xin ca, vâng ca. Thì chị chắc phải nhờ chị Lệ Hằng. Chị Lệ Hằng thì có hơi ít nói mà chả. Thì bây giờ chị Lệ Hằng phải kể cho thính giả mới nghe là chị đi hát từ khi nào và cái cơ duyên nào mà chị được gặp cha Ân Đức. Đó, chắc chắn phải có một cái kỷ niệm nào đó phải không? Dạ. Mời chị. Dạ, vâng. Kính thưa cha với anh và quý vị. Đi hát thì ở Việt Nam thì cũng đã vào ca đoàn hát từ hồi ca đoàn rồi. Đến chuyển sang đây thì vẫn đi hát ca đoàn. Thì kỳ đó quen một người em, thì người em nói thưa chị có giọng ca hay quá, thì anh chàng mới giới thiệu vô trung tâm người đẹp Bình Dương. Thì khi đi vô thì ở đó họ cũng cho thử giọng. Thì khi thử xong họ nói thôi thâu ký anh track luôn. Lúc đó năm nào thưa chị? Khoảng năm 83. 83, dạ vâng. Dạ, thì cũng hát một thời gian xong sau đó thì cũng tại vì dân ca đoàn cho nên nhớ những cái bài hát thánh ca. Dạ. Yeah. Dạ, thành thử mới khao khát, mới nhờ cái trung tâm chờ chị đó là em muốn hát những bài thánh ca thì chị nói thôi thì cứ lựa. Dạ. Yeah. Vâng, rồi sau đó từ từ lựa thì không ngờ là quý vị, tất cả mọi người có cái lòng yêu mến. Yêu mến cái tiếng hát của chị Lê. Dạ, vâng, yêu cầu thì nhưng mà sau này rất hân hạnh là được hát bài nhạc phẩm Dấu Ấn Tình Yêu của cha Ân Đức Thầy. Cho nên là nhờ cái bài hát đó thì cũng có thể nhiều người biết qua Lệ Hằng. Nhưng mà thật sự thì đây là lần đầu tiên Hằng cũng được lên trên đài này. Thì Hằng cũng cảm ơn tất cả mọi quý vị đã yêu mến tiếng hát Lệ Hằng. Trong cái dòng nhạc thắng ca, Lệ Hằng cũng biết là nhiều người không biết Lệ Hằng là ai. Không biết mặt như thế nào, nghe giọng thì... Có lẽ chị bắt đầu ca hát và cũng thời gian cũng rất lâu, nhưng có lẽ chị cũng đã ngưng một thời gian. Dạ vâng, một thời gian sau đi hát xong rồi, tại có gia đình rồi có con cho nên là cũng... tạm dừng một cái khúc một cho dù khi mà chị hát nhạc tình ca thì có lẽ chị cũng hát thâu băng nhiều, chị cũng ít khi đi show. Thường thường là khán thính giả biết chị nhiều qua những bản thánh ca. Bởi vì thưa cha thấy là ca sĩ Lê Hằng có hơi anh gian không thưa cha, chọn ngay cái bài Dấu Ấn Tình Yêu là cái bài quá đặc biệt của cha để hát. Thì thưa cha nghĩ sao về cha, có cái kỷ niệm nào với lại chị Lệ Hằng? Được. Bây giờ trước mặt Lệ Hằng thì chúng tôi xin có một cái kỷ niệm thế này. Năm 90 mấy á, thì nghe Lệ Hằng hát trong cassette của thánh ca Hải Âu. Trung tâm Hải Âu, thánh ca Hải Ngoại. Thì mình đã không được tặng rồi. Phải ra tiệm mua một cassette về nghe xem hát thế nào. Thì nghe xong thì thấy là không được, hát sai lời rồi. Mất cảm tình này, nó nói thế này, cái cô này lấy đâu ra lấy cái bài hát này mình. Đâu ra là không xin phép mà còn hát sai nữa. Cho nên cái tâm lý đầu tiên là tác giả là thấy là không ưa rồi.
Nhưng mà cách đây 2 năm thì khi mà Chúa duyên dụng sao mà đưa Dân Lệ Hằng tới gặp tại nhà khi mình ở đó, thì nói chơi thế này thôi, bắt đền, con hát sai nhạc cha, bây giờ sẽ hát lại, hát cho cha trong đêm thánh ca cha sắp tổ chức là 2015 á, tại nhà Montreal á. Thì từ đó Lệ Hằng là trở thành một trong những ca sĩ mà Ấn Đức hay mời để hát trong thánh ca, sau vừa rồi cũng vậy và cái 2 năm cũng vậy. Thì từ đó hai cha con này có như là tha thứ cho nhau rồi. Con thấy như thế này, con thấy chị Lệ Hằng chị cũng khôn lắm. Chị lựa một cái bài rất là đặc biệt của cha. Mà khi mà cha chọn chị Lệ Hằng, cha cũng chọn một cái giọng ca, hát tiếng ca thật là tuyệt vời. Đó. Thì con không biết làm sao, nhưng mà con thấy là hình như đây là cái khả năng Chúa ban cho. Tại vì khi nghe chị Lệ Hằng, ca sĩ Lệ Hằng hát những bản thánh ca đó, thì thấy chị đã chuyển tải được. Và đặc biệt là chị Lệ Hằng hát là nhạc thánh ca của rất là nhiều tác giả, của rất là nhiều linh mục, nhạc sĩ. Nhưng mà hình như là hát nhạc của cha Ấn Đức là hát, phải nói là hát tới hơn, phải không thưa cha? Mà cái melody, cái dòng nhạc chị chuyển tải rất là nhẹ nhàng. Thưa chị có nghĩ vậy không? Chị có ai nói với chị nghe, có bao giờ có ai nói với chị Lệ Hằng hát nhạc thánh ca như thế nào không? Dạ thì chung thì tại vì hát những cái bài thánh ca cho Chúa đó thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng, nó cũng đánh động cái tâm hồn nhiều khi lúc đó mình là chỉ bỏ hết cái tâm cảm thấy mình yêu Chúa, và các cha các linh mục cũng là từ lấy những cái lời thánh vịnh lời Chúa. Thì theo Hằng nghĩ thì cầu nguyện thì Hằng không biết cầu nguyện. Thứ hai thì cũng không khéo ăn nói, cho nên thôi thì cứ dùng hát cái lời là hát dạ, như là cầu nguyện hai lần. Tuyệt vời quá thưa cha hả? Thành thử ra trang trải cái tâm tình qua những cái bài thánh ca của tất cả các linh mục hoặc là những tác giả. Rất là cảm ơn. Vậy thì bây cho con trở lại với lại cha Ấn Đức chút xíu thưa cha, là mỗi tác phẩm của cha nó có một câu chuyện nào đó. Khi mà sáng tác một bài thánh ca như vậy chắc cha phải có một cái cảm hứng. Đôi khi cái cảm hứng đó nó đến từ đâu, đến như thế nào? Thưa cha, chắc nhiều lần cha cũng đã có chia sẻ về một cái cảm xúc của cái bài Dấu Ấn Tình Yêu. Thì hôm nay nhân dịp là cái giờ mới, trên tụi con có những cái khán thính giả mới, chắc cha cũng phải chia sẻ lại một chút xíu cho tụi con nghe cái cảm hứng của bài Dấu Ấn Tình Yêu. Cái bài này quá tuyệt vời. Cái bài này nó có cái câu sau Hồng Ân Chúa, cha chè tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa, thưa cha. Được. Rồi Hồng Ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. Như thế nào thưa cha? Cái cảm hứng lúc sáng tác bài này chắc không phải là bài đầu tiên của cha. Vâng. Nhân cơ hội này xin trả lời câu hỏi của anh Quý. Thứ nhất là vấn đề cảm hứng. Tôi nói thế này, tôi làm nhạc không phải vì cảm hứng, mà theo nhu cầu bắt buộc của nhà giọng. Thí dụ hai cái dịp lễ mà tôi phải làm là lễ khấn và lễ an táng của anh em trong dòng. Thì tới lúc khấn rồi, tới lúc mà thầy qua đời rồi thì lo mà làm để mà hát trong phục vụ của nhà giọng. Thì cái bài nhiều bài lắm. Thế nói thế này, hứng tự nhiên nó không tới đâu, mà nếu mà không có hứng thì mình phải tạo ra hứng. Hứng phải do mình chủ động, chứ đừng chờ rằng tự nhiên hứng nó tới. Không có. Mình phải tỏ ra hứng, mà tỏ ra nhiều cách. Thí dụ mình tỏ ra một cái giai điệu, ngồi trên đàn dẫn tỏ ra một giai điệu, hoặc đọc một đoạn thơ, đọc một đoạn văn, hoặc đọc một đoạn kinh thánh, hoặc là tìm một cái giai điệu nào nó dâng ca chẳng hạn. Mình tìm đủ mọi cách để mà tạo một cái nhạc đề, cái nhạc chủ đề của âm nhạc. Thì hên cái chỗ là cái bài Xuân Tình Yêu tôi sáng tác năm 1985. Nhân có một thầy đi bộ đội về khẩn trọng, thì tôi tình cờ lại năm 80 đọc lại cuốn Lời Dâng của nhà văn Thi Hào Tagore qua bản dịch của Đỗ Khánh Hoan. Thì cái bài, ngay bài đầu tiên, số đầu tiên của tập thơ đó tạo cho tôi cái ý tưởng liền. Hồng Ân Chúa tặng vật người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng. Thời gian lấp lấp đi qua, tay người chưa ngừng đổ rót, trong lòng tôi thì hãy còn vơi.
là nguyên văn bản dịch của Đỗ Khánh Hoan trong cuốn tập thơ đó. Và trong tập thơ chỗ khác thì có câu thế này: chị xin đời mình thành bình dị thẳng ngay như chiếc sáo sậy để người phả đầy âm nhạc vào trong. Cả hai ngành nói lên cái như vậy có phải cái câu đó cho một cái bài hát là xin cho con như cây sáo của trong bài này luôn. Câu phiên câu thứ ba tôi lấy, tức là cái bài hát này lấy từ hai đoạn của một cái tác phẩm này và cộng thêm cái tâm tình riêng. Đời sống dâng hiến lời khấn của là một cái dấu ấn tình yêu của Chúa. Đóng ấn vào người đan sĩ, người tuyên khấn. Cho nên tôi lấy hình ảnh đó để nói lên cái sự kết ước tình yêu giữa Thiên Chúa và người thú sĩ. Cho nên hát cho người anh em đó. Và bài hát này hát lần đầu tiên năm 85 và sau đó hát lại lần thứ hai để tặng cho một thầy già mừng 50 năm khấn giọng. Vì thế có câu thứ hai là: ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa rất dịu con đi qua tháng năm trường. Tháng năm trường dài đó, gần 50 năm đến 50 năm khấn giọng của một thầy già. Cho thầy gửi hình cảm lấy cả một đoạn đường dài mà người thú sĩ đi theo chân Chúa. Vâng thưa anh chị em, đây là một cơ hội mà tôi nghĩ là hên xui. Hay là giờ là hên xui. Hay thì hên thì hay mà xui thì giờ. Cho nên tôi không có quan niệm là hát bài nào phải để đời đâu. Có nghĩa là hát xong rồi thôi. Nếu bài nào mà nó hợp và để lại cho dấu ấn cho xã hội và sống được thì đó là ân huệ. Còn bài nào chết thì làm lại bài khác. Dạ vâng. Vì cái đó là đến một cái ân huệ. Vì phải nói như thế này là những dòng nhạc của cha ở Đức ấy, khi mà hát nó lại thấm vào trong mình, nhớ mình thấm. Thưa chị, là khi mà chị hát cái bài dấu ấn tình yêu chị nghĩ gì? Chị cái cảm xúc như chị như thế nào? Dạ, thì thấy tại sao nó cũng rất thật với mình quá. Mình cảm tạ được hồng ân mà nghĩ là cha làm sao mà cha có những cái lời mà cha dẫn dắt những cái dòng nhạc đó nó rất là cảm động. Đó. Hát mà nó thấm vào. Đó, cha thấy bây giờ chị khen là như vậy là chị tạ lỗi rồi, kêu là hát sai rồi, chỉ rồi là cha bỏ qua bảo. Tôi bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi, bây giờ chị phải đi hát cho cha nhiều hơn nhé. Dạ vâng, thì tiện đây có cha thì nhân tiện đây thì con cũng giống như cha nói với con là con hát sai một lời. Thật sự lúc đó, năm đó thì bởi vì không có lời nhạc, con chỉ nghe qua tape, rồi con nghe rồi con hát theo thôi. Thì đến chừng mà có dịp gặp cha 2 năm về trước thì cha mới bảo sai rồi. Thì hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa, nhưng mà con lại hát sai cái lời là đáp sao cho vừa. Thì bây giờ con xin thứ nhất cũng xin lỗi tác giả, xin lỗi cha. Thì thôi cha cũng tha thứ. Thì bây giờ những ai đã nghe thì giờ cũng xin là cũng chỉ lại cho đúng lời của tác giả. Theo con nghĩ chắc là ca sĩ Lệ Hằng cố ý sai để gây một cái sự mà chú ý của tác giả. Chứ nếu mà khi mà đó không sai chưa chắc là cha lại chú ý, phải không thưa chị? Chắc trả lời. Tôi thông cảm thời điểm đó là chưa có vi tính. Chưa có CD, cho nên mà qua cái tape nó rất là nghe, rất là khó nghe. Cho nên Lê Hằng là cả một cái nỗ lực là ghi lời ra hoặc là một cái cố gắng này. Cho nên nó có sai đến Chúa thì cũng thôi, Chúa cũng thông cảm. Cha thông cảm cho con. Cảm ơn cha. Có bao giờ mà nhu cầu, có bao giờ mà nhà dòng hoặc các thầy yêu cầu cha làm mà cha bị bí không? Thế này, thường thì không bí. Làm một bài hát đẹp và có hát thì dễ. Có thể làm được bất cứ lúc nào để hát, có mà hát thì không khó. Nhưng mà bài hát để cho nó sống được á, để đời và để hát cho về dài thì cái đó là khó. Cho nên có tôi nghĩ rằng một bài hát đáp ứng nhu cầu của dịp lễ này lễ kia không khó. Đương nhiên mình cũng phải đầu tư về cái mặt nội dung, về mặt âm nhạc. Thì những cái đó là cái vấn đề cảm hứng thì đó tùy lúc, tùy thời. Vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của linh mục nhạc sĩ Ân Đức và ca sĩ Lệ Hằng với giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Và bây giờ xin phép được trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thưa cha, trước đây cha có nói là đời sống của các đan sĩ trong đan viện đó thì tự túc là sống đời sống chiêm niệm, sống đời sống cầu nguyện là không có đi ra ngoài.
Như vậy thì cái đời sống kinh tế như thế nào thưa cha? Thì các thầy các cha phải tự túc. Đúng rồi. Chưa? Ví dụ bây giờ đang sĩ cái đang viện sĩ tô bây giờ thì các thầy các cha làm gì để mà vâng. sống thưa cha? Vâng, đây là một câu hỏi rất là thiết thực. Và cách đây 10 năm khi mà tôi qua Mỹ lần đầu tiên á, dạ, vâng. thì đã có câu hỏi này rồi. Thưa cha, nhà dòng cha sống bằng nghề gì? Mà thú thật lúc đó nhà dòng tôi chưa có nghề gì hết. Tại vì mới ra tách riêng, tách ra khỏi nhà mẹ Phước Sơn. Và anh chị biết sau 75 á, thì nhà dòng chúng tôi tách ra nhiều cộng đoàn. Thì năm sau 1990 trở đi á, thì vấn đề đời tu mới bắt đầu ổn định lại phần nào. Có nghĩa là có ơn gọi mới. Cho nên nhà dòng được tách ra khỏi nhà mẹ năm 99. Thì năm 2007 tôi đi qua Mỹ thì tôi nói thế này. Anh chị em biết thì dòng chúng tôi giống như mà con gái mới lấy chồng á. Dạ. Mới ra riêng tôi cho nên ra riêng cho nên mẹ già còn phải đỡ đần lúc ban đầu chưa có chưa có đủ kinh tế. Dạ. Nhưng mà sau đó thì ơn Chúa lại nhờ cái đó mà sau này khi mà tôi về nhà dòng á có một chút sau cuộc đi Hoa Kỳ về á thì tôi nói với cha bề trên thế này, đừng xây nhà hết, hãy dùng số tiền mà người ta đã tặng đan viện để tạo nên một nghề gì ổn định về lâu về dài. Và các thầy phải sống bằng chính cái lao động của bản thân mình. Thế ơn Chúa soi sáng là sao mà nhà dòng lại tìm được cái nghề khác là rất là thiết thực, là nghề làm rượu nho. Rượu nho lấy từ Phan Rang và các thầy chế biến thành một cái thương hiệu hợp pháp của nhà dòng. Đan viện của cha là nằm ở Vũng Tàu. Thưa cha, nếu mà các giáo dân ở trong nước hoặc ở hải ngoại nếu mà có dịp về Việt Nam mà muốn đi tham quan cái đan viện đó thì nhà dòng có một cái chỗ nào để cho khách nghỉ ngơi hoặc là ở lại gì thưa cha? Vâng, cái đan viện chúng tôi ấy, nói chung đan viện Sito là không có hoạt động xã hội, không hoạt động mục vụ ngoài, nhưng mà một trong những cái mà để mà trợ giúp cho vấn đề mà truyền giáo và vấn đề mà mục vụ á, là mở những nhà tịnh tâm, nhà tịnh tâm để khách có thể tới tịnh tâm nhờ bầu khí thiên lạc của đan viện, mà khách có thể tịnh tâm bất cứ lúc nào. Và đan viện chúng tôi như vậy sẵn sàng đón nhận bất cứ một ai tới xin có tịnh tâm. Hiện giờ có bao nhiêu đan sĩ trong tu viện của cha? Tôi đan viện chúng tôi hiện tại như vậy là có hơn 130 thành viên trong đan viện. Kính thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca trên Chúa Đời Con với linh mục nhạc sĩ Ân Đức và ca sĩ Lệ Hằng. Thưa cha, thời giờ cũng có hạn. Đến đây thì thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện Giờ Thánh Ca trên Chúa Đời Con, một lần nữa chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng đã đến chia sẻ, và chắc trong một cái dịp tới khi cha trở lại Hoa Kỳ, chắc chắn chúng con sẽ ước mong được cha dành cho chúng con được thêm giờ. Và trước khi chấm dứt chương trình, con xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Con mời cha. Vâng, Ân Đức xin cảm ơn anh Đình Quý và đài VNA đã tạo cơ hội cho anh Đức được nói chuyện trong buổi nói chuyện ngày hôm nay với ca sĩ Lê Hằng, như là một cái cơ hội để anh Đức được tiếp xúc, và gửi lời trân trọng cảm ơn tất cả quý vị trong dịp thánh ca vừa rồi đã đến dự trong buổi tiệc vừa rồi với chúng tôi. Xin cảm ơn chân thành. Xin mời ca sĩ Lê Hằng gửi lời chào. Dạ, Lệ Hằng cũng xin cảm ơn anh Quý cùng đài cũng đã tạo cho Hằng có cơ hội đi ké cha. Thì vâng, thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ. Một lần nữa con cảm ơn cha, cảm ơn ca sĩ Lệ Hằng, cảm ơn cha, nhờ cha như là một cái nhịp cầu để chúng con biết được cơ hội gặp ca sĩ Lệ Hằng. Đình Quý và nhóm thực hiện Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con xin thân ái kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình.